Đốm ơi. Dạ. Bố Đốm mì tôm ngon không? Có. Đốm chào, Đốm với Cạch chào các bạn đi. Anh chào các bạn. Mình chào các bạn. Đốm phải quay ở đây chứ, Đốm chào thế thì hời hợt thế. Mình chào các bạn. Thế à? Mình chào các bạn. Thế Đốm ăn mì tôm gì đấy? Cung đình. À, cung đình à? Ai mua? Bố. Thế à? Thầy ăn đi. Bố có ăn cùng thịt. À. Thế sao Đốm lại bỏ hết hành ý kia? Hành ngon mà sao Đốm bỏ hết ý kia? Bố không có thích ăn hành đâu. Bố thì không ăn nhưng mà cũng có lúc bố ăn. Thì cũng có lúc Đốm ăn, cũng có lúc con ăn mà. Thế yeah. Thế Đốm ăn được, Đốm thử ăn hành chưa nào? Thế Đốm đi chơi đói quá à? Về đòi bún nấu mì tôm à? Lúc mà con bảo là mời bố là đói ở đầu tiên á. À thế à? Là con bụng con đã đói lắm rồi. À thế, thế chị Cạch thì học vất vả quá à? Học. Thế chị Cạch học toàn học trước quên sau. Đúng không? Hôm qua thì làm được thế xong thì hôm nay lại làm nhầm. Thế giờ sau gặp bài toán đấy con làm có nhầm được không? Không. Ừ. Thế Đốm ăn xong lại đi đâu nhỉ? Đi chơi. Đi đâu? Ăn xong lại đi đâu? Đi đâu? Chơi. Đi chơi. Chơi. Ăn lấy sức khỏe đi chơi à? Vâng. Ừ. Thế ăn khỏe mà nhá, hôm nào hết bố lại mua nhá. Vâng. Ừ. Thế hết cung đình thì Đốm thích ăn cái gì nhỉ để bố mua nhỉ? Hết cung đình thì mua... Cái gì? Hảo Hảo à? Hay là... Không, Hảo Hảo cũng ngon. Thế cái gì ngon? À không biết. Cái gì? Con sẽ ăn kẹo. Kẹo á? Mì tôm mà, đang nói mì tôm mà. Hảo Hảo hay Omachi? Omachi à? Khôn, chị em Cạch ăn khôn miệng thế. À. Thế Đốm ăn nhanh lên. Hai chị em thi xem ai ăn xong trước nhỉ? Đốm. À Đốm, nhưng mà Đốm ăn từ từ thôi, cũng ăn nhanh nhưng vừa phải thôi, không này 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 ấy giờ vãi hết ra giờ. Đúng rồi, vừa ăn vừa thưởng thức chứ nhỉ. Ăn như chú bắt giới thì còn thấy cái vị gì nữa. Đấy đúng rồi. Thế xong Đốm uống nước không? Ăn nước rồi. Ừ. Thôi từ từ thôi, không vãi ra ngoài bàn ấy. Ăn nhanh nhưng mà ăn từ cẩn thận không vãi. Ừ. Vãi kìa, Đốm vãi kìa. Hai chị em ăn thi à? Ôi siêu nhỉ, Đốm sắp hết rồi. Ôi. Thế em ai làm vãi? Ôi giời. Chị Cạch vẫn còn nhiều lắm. Chị Cạch ăn đi. Chị Cạch ăn nhiều thế. Con ăn xong rồi. Ừ. Ăn sau nhưng Cạch lớn hơn thì Cạch phải ăn thì nhanh hơn em chứ nhỉ. Thì Đốm có uống nước không? Con không cần. Ăn. Yeah, em thắng rồi. Thắng nhưng mà cái nước đã hết đâu. Húp hết nước đi, Đốm nào. Đốm uống cả nước đi. Không, uống nước cho các bạn xem nào. Uống Đốm quảng cáo Omachi. À quên, đây là Omachi nhỉ, cung đình nhé. Nào. Đốm mà quảng cáo mì tôm cung đình nào. Ôi giời. Ngon, Đốm ăn hết cả nước nhỉ. Không hết cả nước. Đấy, ôi giời. Ăn cho ăn mì gạo ấy. Nhạn lấu ngon quá, thế là Đốm hút hết sạch nước không một tí nào. À thế à? Đốm chít hết cả nước đây kìa. Đốm ấy do bố nấu ngon hay là mì tôm ngon nhỉ? Bố nấu ngon giống mẹ. À thế à? Thế mì tôm ngon được không? Mì tôm thường mì tôm ngon. À thế à? Mì tôm này ớt rồi à. Thế lốt đi, Đốm lốt đi.
Đúng ăn nốt đi, xong thì hai chị em mang bát, mang đũa vào trong bồn rửa bát, xong để bố rửa cho, hay là Đốm đi rửa bát nhỉ? Bố rửa bát. Hai chị em đứa nào rửa bát nhỉ? Bố. Thế Đốm có nhận rửa bát không? Không. Ăn được không, không rửa bát được à? Vâng. Thế ăn xong bố rửa bát đi nhá. Nào, ôi còn tí nước ở Đốm lốt lốt nước, lốt cái nước, lốt cái nước, lốt nước, quảng cáo luôn mì tôm xịn cho hãng mì tôm Công Đình. Đấy, con vớt ra, cái cạch vớt hành nghe cho em để em hụp, em xịt phát hết này. Đấy. Đấy, Đốm xịt phát hết này. Này. Hút luôn. Luôn này, đấy, chỉ bỏ hành nghe thôi nhỉ. Đấy, không liên quan gì cả. Đấy, ôi giời. Ôi giời. Thế thì xúc rồi. Con ôi giời, xử, hết. Hết cả. Đấy là thịt mà, ăn được mà, thịt mà. Khi không ăn thịt đấy á, thì ăn đốt mì tôm đi. Ôi, hết cả nước rồi. Ôi giời, hết sạch. Đốm, đưa bát cho các bạn xem nào. Ôi giời, siêu thế nhỉ. Rửa bát. Đốm chào các bạn đi á. Rồi, chị Cạch chào các bạn đi. Chào các bạn. Bây giờ Đốm ăn xong rồi, Đốm mang bát vào trong bồn rửa bát để chứ. Chị Cạch. Có gì chị Cạch không ăn nước à? Đâu. Ôi giời. Ai đồn ăn nước. Thế thôi, bắt vào bát nhá, thế thôi nhá. Nào, đây này, Đốm ăn xong, Đốm để vào bồn rửa bát này. Đấy, thôi chào đi, chào lần nữa nào. Chào. Bye bye. Bye bye.